Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân con xin chào cô chú cùng các anh chị mình nha. Thì hôm nay con xin giới thiệu cô chú anh chị mình một cây sứ ghép hai loại hoa ha. Cây này con ghép hoa đầu tiên là dạ thảo nha cô chú anh chị mình. Dạ thảo thì cực kỳ là sai hoa nha cô chú anh chị mình ha. Cái này chưa nở hết nữa nè. Một chùm nụ của nó cũng khá là nhiều luôn á. Ghép thứ hai là thần tài ha cô chú anh chị mình. Đó, cây này con ghép trên nền sứ là Somaliland nha cô chú anh chị mình ha. Ghép hai loại hoa. Cây hiện tại thì đang cho nụ khá nhiều luôn. Cây này là thân tím luôn nha cô chú anh chị mình ha. Cây này thì thân tím luôn. Con ghép hai loại hoa mà rất là đẹp. Hoa thần tài với lại hoa là dạ thảo. Cái nào cũng là cánh đơn hết nha cô chú anh chị mình. Đó. Cây thì nó đang nằm chậu C12 và con ghép hai tầng ha. Đó, cây thì không cái này ghép một tầng rồi cô chú anh chị mình ha. Đó, ghép nó đều bo tàn nó đều như hình ha. Cây khá đẹp luôn cô chú anh chị mình. Cây này là thân tím luôn nha. Đó, thân nâu luôn. Cây này con bán giao lưu với cô chú anh chị mình với giá chỉ có 250.000 thôi. Đó, cái củ này nó muốn lên vàng nè cô chú anh chị mình. Ồ, nó đốm đốm vàng nhiều quá, không biết nó có lên vàng không. Cô chú anh chị nào mua thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 612 668. Đó cũng là số Zalo của con nha cô chú anh chị mình. Cây này khá đẹp luôn, bộ tàn rất là xinh xê ha. Cái bông dạ thảo rất là cưng luôn cô chú anh chị mình. Đó. Cái màu bông rất là sáng đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Rồi, con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip tiếp theo. Cây này có bộ tàn rất là tròn. Dạ.